Xin chào bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tính hiệu quả của vaccine. Tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng hai công thức để tính hiệu quả vaccine và đồng thời cho bạn một ví dụ cụ thể để bạn có thể thực hành. Quan trọng hơn, tôi sẽ giúp bạn có thể phiên giải được kết quả sau khi bạn đã tính toán được hiệu quả vaccine. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tôi là tiến sĩ bác sĩ Vũ Duy Kiên đây. Rất vui được chào mừng các bạn đến với kênh youtube của tôi. Trước hết chúng ta cần có một định nghĩa về hiệu quả vaccine. Thì hiệu quả vaccine đó là giảm tỷ lệ nguy cơ mắc bệnh trong nhóm được tiêm vaccine so với lại nhóm không được tiêm vaccine. Tiếp theo trước khi bắt đầu chúng ta sẽ cùng trao đổi một chút về điều kiện cơ bản để chúng ta có thể tính được hiệu quả vaccine. Thường thì chúng ta sẽ sử dụng số liệu trong thử nghiệm lâm sàng và thử nghiệm lâm sàng ở giai đoạn 3 hoặc giai đoạn 4. Các đối tượng sẽ được lựa chọn vào nghiên cứu và sau đó sẽ được phân bổ ngẫu nhiên thành hai nhóm, một nhóm được tiêm vaccine và một nhóm thì tiêm giả dược hay trong tiếng Anh còn được gọi là placebo. Hay chúng ta có thể hiểu nôm na là nhóm này không được tiêm vaccine. Và sau đó thì các đối tượng này sẽ được theo dõi trong một khoảng thời gian và khoảng thời gian đó thì thường là một năm. Và trong khoảng thời gian này thì các nhà nghiên cứu sẽ ghi nhận lại các trường hợp mắc bệnh trong cả hai nhóm, nhóm tiêm vaccine và nhóm giả dược. Bây giờ giả sử như chúng ta tìm hiểu về thử nghiệm tiêm vaccine COVID sau một năm theo dõi, chúng ta sẽ có một số trường hợp mắc Covid và chúng ta dễ dàng kể ra một cái bảng 2 x 2 như thế này để mô tả về nhiễm Covid trong mỗi nhóm là nhóm tiêm vaccine và nhóm giả dược. Và đây là công thức thứ nhất bạn có thể sử dụng để tính hiệu quả vaccine. Theo đó, hiệu quả vaccine được tính bằng nguy cơ trong nhóm giả dược, trừ đi nguy cơ trong nhóm tiêm vaccine và tất cả chia cho nguy cơ trong cái nhóm giả dược. Cụ thể hơn, chúng ta có thể tính được hiệu quả vaccine bằng cách thay các cái giá trị của các ô vào công thức mà tôi để ở dưới đây. Để dễ hiểu hơn, chúng ta sẽ cùng nhau xem một cái ví dụ thực tế về một cái loại vaccine COVID-19 nào đó. Giả sử như chúng ta sẽ lựa chọn khoảng 40.000 trường hợp và sau đó phân vào hai nhóm, một nhóm tiêm vaccine và một nhóm giả dược. Và mỗi nhóm này thì sẽ có 20.000 người, sau một năm theo dõi chúng ta phát hiện ra rằng trong nhóm vaccine thì có 20 trường hợp nhiễm covid 19 và nhóm tiêm giả dược thì có 160 trường hợp nhiễm covid 19 lúc này chúng ta có thể đưa vào trong bảng với các số liệu như sau bây giờ chúng ta sẽ sử dụng công thức 1 để tính hiệu quả vaccine theo đó chúng ta sẽ lấy c chia cho c cộng d rồi trừ đi a chia cho a cộng b rồi tất cả sẽ chia cho cái c chia cho c cộng d và khi chúng ta thay số vào thì chúng ta sẽ tính được cái kết quả đó là 0 hay tương đương với hiệu quả vaccine là 87.5%. Ở đây chúng ta có một cái công thức thứ hai cũng có thể sử dụng để tính hiệu quả vaccine. Đó là công thức hiệu quả vaccine bằng 1 trừ đi RR. Mà RR ở đây chính là Relative Risk. Trong tiếng Việt thì được gọi là nguy cơ tương đối. Thì đối với cái công thức này thì đầu tiên chúng ta sẽ cần phải tính RR. Sau đó thì chúng ta chỉ việc lấy 1 trừ đi RR để tính được ra hiệu quả vaccine. Nếu đưa vào thực tế thì chúng ta sẽ thấy rằng RR thì sẽ bằng A chia cho A cộng B rồi chia cho C chia cho C cộng D. Thay số vào thì chúng ta sẽ có thể ước tính được RR chính bằng 0,125 và lúc này hiệu quả của vaccine sẽ là 1 trừ đi 0,125 và chúng ta cũng có một cái kết quả tương tự đó là 0,875 hay chính là hiệu quả vaccine là 87,5%. Với kết quả là hiệu quả của vaccine COVID là 87,5% thì rất nhiều bạn sẽ giải thích rằng cứ 100 người tiêm thì sẽ có 87,5 người không mắc COVID và 12,5 người mắc COVID. Đây là một cái hiểu lầm mà bạn cần tránh. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái cách phiên giải đúng. Và với hiệu quả vaccine COVID 19 là 87,5% thì bạn sẽ có một số các cái lựa chọn sau đây để bạn có thể phiên giải đúng cái kết quả về hiệu quả vaccine. Phiên giải thứ nhất đó là vaccine đã giảm nguy cơ mắc COVID-19 là 87,5%. Cái cách phiên giải thứ hai có nghĩa là nhóm được tiêm vaccine bị mắc COVID thấp hơn 87,5% so với trường hợp nếu họ không được tiêm vaccine. Còn với cái cách thứ ba thì tôi thấy là tương đối là dễ hiểu. Bạn có thể phiên giải là người được tiêm vaccine có khả năng mắc COVID-19 thấp hơn so với người không được tiêm vaccine là 87,5%. Tóm lại là với ba cách phiên giải này thì bạn có thể sử dụng cách nào cũng được và bạn có thể lựa chọn cái cách nào mà bạn cảm thấy nó phù hợp nhất đối với mình. Hy vọng là cho đến đây thì bạn đã hiểu được hiệu quả vaccine là gì, cách tính và có thể phiên giải được kết quả. Còn bây giờ tôi sẽ dừng cái video này ở đây và hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo của tôi. Nếu có câu hỏi gì thì hãy để lại trong phần comment ở phía dưới. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.